Xin chào các bạn, mình là IQG đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần phim Vạch Trần Tội Ác tập 7 và tập 8. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bác sĩ Yu đã mặc sẵn chiếc áo măng tô đỏ để gặp cảnh sát Tê Hoen. Trông cô không hề có chút biểu cảm sợ sệt nào, ngược lại rất ung dung tự tại khiến cảnh sát Tê Hoen nể đôi phần. Phía bên Jung Won, bố chồng cô đề nghị xử lý vụ rắc rối của hai vợ chồng cô bằng cách tạo ra thủ phạm nếu thời gian tìm hiểu quá lâu, hoặc cô hãy về làm ở phòng PR của công ty ông ta. Thì ra vụ việc của hai vợ chồng cô đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến giá cổ phiếu và hình ảnh công ty của ông ta. Ông không muốn dự án mới của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Điều này chắc chắn Jung Won không đồng ý, lời hứa sẽ công khai thủ phạm với công chúng cùng với đạo đức nghề báo không cho cô nói sai sự thật. Và rồi ông ta đã đưa ra quân cờ cuối cùng để ép cô, nếu cô không đồng ý về công ty giúp ông ta PR, ông ta sẽ công bố việc cô lừa dối độc giả về chuyện giả vờ bảo vệ chồng mình. COU nghe thấy bố mình nói vậy thì phát rồ, hắn kêu bố mình dừng lại và nói Jung Won hãy đi ra ngoài. Nhưng ông ta quát một câu ngồi xuống khiến anh ta tức long sòng sọc và vẫn phải ngoan ngoãn tuân theo. Bên này, bác sĩ Yu đã tự tin chuẩn bị bằng chứng ngoại phạm của mình và đưa nó cho cảnh sát Tê Hoen xem. Có vẻ như rất hợp lý khiến cho cảnh sát không vặn vẹo thêm được gì. Anh muốn cô gửi một bản sao những tài liệu này cho mình, cô cũng vui vẻ đồng ý. COU đưa vợ ra ngoài bắt xe đến công ty còn mình thì quay trở lại nói chuyện với bố. Ông ta đang tận hưởng bản nhạc ra thì COU quay trở lại phá tan bầu không khí du dương này. Anh lập tức nói về chuyện mình phát bệnh và tự ý dùng thuốc, điều này mà bị phơi bày ra thì còn giật gân hơn cả vụ của vợ anh. Điều này đúng là chạm vào tử huyệt của ông ta. Ông ta ném chiếc cốc vỡ tan có vẻ như bất lực với thằng con mắc bệnh truyền thông. Anh yêu cầu ông ta không được đụng đến Jung Won khiến cho ông ta chỉ trừng trừng mắt nhìn anh mà không nói lên lời. Jung Won thông qua hacker cũng biết được phòng khám của bác sĩ Yu do con gái của nghị sĩ Mo đứng tên. Lại thêm một chi tiết rối rắm nữa đây, trong khi đó, nghị sĩ Mo đang đi ăn trưa cùng sếp của Jung Won. Bóng gió một hồi, nghị sĩ Mo cũng đưa ra đề nghị nhờ sếp của Jung Won đưa tin phơi bày một sự thật nào đó, trên mặt ông ta nở một nụ cười đầy đắc ý. Tê Hoen đang kiểm tra lại đoạn video bác sĩ Yu cung cấp nhưng không có manh mối nào, bất chợt anh nhận được tin từ đồng nghiêu, Kim Min Chun bị bắt giữ. Ngay lập tức anh đi đến hiện trường và tìm được chiếc điện thoại được giấu dưới ngăn kéo của hắn ta. Sau đó anh đi ra bên ngoài và tìm thấy một hung khí được giấu ở cục nóng máy điều hòa. Không chần chừ, Tê Hoen đi vào còng tay tên Min Chun giải về đồn. Cùng lúc đó, COU cũng nhận được hình ảnh về Tê Hoen thông qua thám tử và bức ảnh cuối cùng chính là tấm hình thân mật của Jung Won và Tê Hoen khiến cho anh ta nhìn mà nóng mắt. Ngay lúc đó, Jung Won cũng bước vào và thông báo cho anh ta biết về việc Kim Min Chun bị bắt. Nhưng anh ta có vẻ không quan tâm lắm vì có việc cần quan tâm hơn, anh ta nghi ngờ cô gian díu với cảnh sát Tê Hoen. Jung Won gọi điện cho Tê Hoen và được hẹn nói chuyện ở nhà của anh cho an toàn. Trong khi đó, chồng cô đang đứng ở dưới dõi theo mà cả hai không hề biết gì. Jung Won vào thẳng vấn đề hỏi Tê Hoen về vụ việc của Min Chun, anh cũng nói cho cô hết tất cả mọi chuyện. Jung Won định rời đi thì anh đã kéo cô lại, hỏi cô tại sao lại không giải thích cho anh vụ cảnh sát tra khiến cho anh hiểu lầm và dẫn đến việc họ chia tay. Jung Won vô cùng sửng sốt, sau đó cô cũng bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Cô đã rất tức giận khi anh ta không tin vào tình cảm của cô. Cảnh sát Tê Hoen vẫn còn dành cho cô rất nhiều tình cảm, anh nói lời xin lỗi cô về tất cả mọi chuyện. Trong khi họ đang cảm xúc nói về chuyện cũ thì trông cô đã bấm chuông đi vào phá tan bầu không khí. COU cũng cảnh báo Tê Hoen hãy tránh xa vợ của mình, còn cảnh sát Tê Hoen cũng không chịu để yên, anh chỉ trích COU vì đã lừa dối Jung Won. Sau đó Jung Won đã kéo chồng mình rời đi trước khi hai người nhảy vào oánh nhau. Về đến nhà, COU đã phơi bày mọi chuyện anh ta bịa về hai người họ. Anh chất vấn cô rằng liệu cô có thật sự đã coi chuyện của họ là quá khứ hay không. Nhưng Jung Won bảo hãy quên chuyện này đi, sau đó ra khỏi phòng. Chồng cô thì vẫn điên cuồng nhìn tấm hình và có vẻ như sắp phát bệnh. Anh ta mở két sắt ra là lấy thuốc ra định uống, nhưng rồi lại chọn cách ngâm mình trong nước đá. Bên này, nghị sĩ Mo và chủ tịch Seo đang bàn chuyện với nhau về việc hợp tác lợi ích. Chủ tịch Seo đã không ngần ngại mà hỏi thẳng nghị sĩ Mo về chuyện ông dính líu đến vụ án của cha Eun-se với tư cách nhà tài trợ. Tê Hoen đang theo dõi người tố cáo Min Chun, anh ta đang rút một sấp tiền lớn ở cây ATM sau đó bắt taxi rời đi. Tê Hoen phóng xe đuổi theo chặn đầu xe, yêu cầu tài xế dừng lại. Anh kiểm tra điện thoại của tên kia thì quả thật hắn thường xuyên liên hệ với cha Jim Se, anh trai của cha Eun-se. Cùng lúc đó anh cũng nhận được thông tin người theo dõi anh ở Muyeon là người của nghị sĩ Mo. Sếp của Jung Won gọi cô vào văn phòng và muốn cô đưa tin về vụ việc Kim Min Chun chính là thủ phạm. Nhưng cô không muốn đưa tin khi mọi thứ chưa được xác minh, điều này khiến cho ông sếp tức giận. Có vẻ như nghị sĩ Mo đã tác động chuyện này. Jung Won đã hiểu ra được phần nào, cô đã tự mình đi điều tra mọi chuyện. Đúng lúc đó cô cũng gặp Tê Hoen ở đây, anh cũng đến nhà Min Chun để xác minh một vài việc. Tê Hoen chủ động nói cho Jung Won biết về việc thư ký Gong đã nói cho chồng cô biết về quá khứ của hai người, sau đó anh lên xe rời đi. Anh đến cơ quan pháp y tìm kiếm thêm manh mối và anh đã khẳng định được Min Chun không phải hung thủ. Nhận được tin, Jung Won vô cùng sửng sốt, cô đến tìm anh tại phòng tập boxing tìm hiểu thêm thông tin, sau đó đến nhà cha Jim Se tìm manh mối. Cô cẩn thận đi vào nhà anh ta quan sát mọi thứ tỉ mẩn. Trong khi hai người đang chuẩn bị nói chuyện về vụ của cha Eun-se thì những kẻ đòi nợ đã bấm chuông bên ngoài. Cùng với đó là một tên đòi nợ khác cũng gọi điện thoại đến khiến anh ta không biết giấu mặt đi đâu.
Anh ta bảo Jung Won ngồi đợi, còn mình ra ngoài nói chuyện với đám đòi nợ. Jung Won nhanh chóng tiến đến phòng bếp của anh ta và chụp lại hình ảnh hộp dao thiếu đi một con. Còn anh ta vừa nói chuyện với Jung Won vừa nhanh chóng đuổi khéo những tên này đi. Chúng còn ném trả anh ta chiếc túi sách của anh và đòi anh ta phải lấp đầy tiền vào trong đó. Jung Won đã đạt được mục đích nên ngay sau khi anh ta quay lại đuổi cô rời đi vì đã hết 10 phút phỏng vấn. Ra đến ngoài cửa, anh ta làm lộ móc treo hình con cá heo của chiếc túi ra ngoài. Jung Won thấy vậy thì kéo nó ra xem thì bất chợt nó rơi xuống. Anh ta nghe tiếng động liền chạy vội ra ngoài chỉ trích cô sao lại lục lọi tủ giày của anh ta. Jung Won nghi ngờ chiếc túi nhưng cũng không manh động mà rời đi. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi về chiếc túi thì ra cô đã thấy nó từ đồng nghiệp của mình. Xuống đến bãi đỗ xe đã thấy Tae Hwan đứng đó. Hai người cùng rời đi đến chỗ khác nói chuyện. Bọn họ cùng bàn luận về vấn đề. Tae Hwan lo lắng vì Jung Won manh động một mình đến chỗ của cha game xe. Anh cũng ngỏ ý sẽ giúp đỡ cô, chỉ cần cô nói muốn giúp đỡ. Anh cũng trải lòng về tình cảm của mình với cô khiến cho Jung Won vô cùng bối rối. Cô đã lý trí cự tuyệt anh và rời đi. Jung Won đến tìm chị gái đồng nghiệp tâm sự về chuyện với Tae Hwan. Bên này bác sĩ Yu đang thanh cảnh thưởng thức cà phê và làm gốm cùng con gái nghị sĩ Mo. Cô nói với bác sĩ Yu rằng cha mình đã biết hết mọi chuyện rồi và cô ta lại thao túng tâm lý Mo Jin bằng một lọ thuốc thần kinh. Chuyện quái gì xảy ra khi lắm người bị bệnh như vậy, tất cả đều bị bác sĩ Yu thao túng. Jung Won đã đứng đợi ở bên ngoài, đợi Su Jin đi ra. Cô đã chủ động bắt chuyện và hỏi thăm cô ta vài câu xã giao nhưng cô ta lại giấu kín việc có quan hệ thân thiết với bác sĩ Yu. Jung Won đi vào và cũng dò hỏi bác sĩ Yu về Su Jin và cả việc cô điều trị cho cha Eun Se nữa. Cùng lúc đó, Seo U từ đâu đi vào trong sự bàng hoàng của Jung Won và cả bác sĩ Yu. Rất nhanh con cáo giá bác sĩ Yu đã nghĩ ngay đến một kế, đó là chồng cô đặt lịch đến đây để khám hàn gắn hôn nhân. Jung Won cũng không ngại xem cả hai diễn trò gì. Loanh quanh một hồi, cả hai đã lật bài ngửa với Jung Won về việc là bạn học của nhau và cùng có chứng cứ ngoại phạm vụ cha Eun Se. Cô ta cũng bác bỏ việc hai người ngoại tình. Jung Won đã quá ngứa tai với việc họ diễn trò trước mặt cô rồi. Cô đã trực tiếp nói về việc cô ta ghi âm trái phép các cuộc hẹn và sẽ không đặt lịch với cô ta nữa, sau đó rời đi. Seo U lực bất tòng tâm không biết nên làm gì. Jung Won lái xe ra về thì nhận được cuộc điện thoại của hacker. Anh ta hỏi thăm cô về vụ bác sĩ Yu. Sau đó lại lộ ra thông tin về việc đêm xảy ra vụ việc của quản gia Jin. Điều này khiến cô nghi ngờ việc mình bị anh ta theo dõi. Không để cô kịp nghĩ thêm, từ đằng sau đã có người đàn ông chuốc thuốc mê cho cô. Thì ra tên chuốc thuốc mê cho cô là cha Jim Se. Hắn câu kết với nghị sĩ Mo, ông ta đe dọa hắn nếu chuyện con dao của hắn bị phát hiện ảnh hưởng đến ông ta thì sao. Chính vì vậy hắn đã bắt cóc Jung Won. Bên này Tae Hwan đến trước cửa nhà nghị sĩ Mo, trực tiếp uy hiếp tên trợ lý của ông ta vì đã dám theo dõi anh. Sau đó anh đề nghị và nói chuyện với nghị sĩ Mo. Ông ta đúng là một tên cáo giả, đẩy hết mọi tội lỗi lên người tay trợ lý và bắt hắn phải xin lỗi Tae Hwan. Ông ta còn ra mồm yêu cầu Tae Hwan không được làm gì để ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử chức thống đốc của ông ta. Con gái Su Jin của ông ta từ trên tầng đi xuống cũng nghe thấy hết mọi chuyện. Jung Won sau thời gian hôn mê đã tỉnh lại, cô bị miệng và bị trói vào chiếc ghế. Tên khủng Jim Se chất vấn cô tại sao lại sát hại cô giúp việc Jin và em gái của hắn ta. Chồng cô nửa đêm chưa thấy vợ về sốt ruột gọi điện cho cô thì thuê bao, gọi cho đồng nghiệp thì được biết cô về lâu rồi. Anh ta phóng xe đến tìm Tae Hwan để hỏi chuyện nhưng anh cũng không hề biết cô ở đâu. Seo U rời đi luôn mà không quên nhạo báng anh về việc còn tình cảm với vợ mình. Trong lúc tên Jim Se đi mua đồ ăn thì Jung Won cố gắng lấy được con dao ở ghế. Hắn bất chợt trở về khiến cô hốt hoảng giấu vội dưới giày. Hắn ta vẫn khẳng định cô là hung thủ. Thì ra vào ngày cô quản gia Jin bị sát hại, hắn ta đã nhận lệnh theo dõi cô ấy. Khi thấy nhà cô ta có thêm người, hắn ta đã đi lên để xem đó là ai thì thấy cô ta bị đâm nằm sóng xoài trên mặt đất nhưng vẫn tỉnh. Cô ấy cố gắng lê lết cầu cứu nhưng hắn nhìn thấy chiếc túi chất đầy tiền ở đó nên đã mang nó đi và bỏ mặc cô hấp hối. Khi thấy Jung Won hốt hoảng nhận ra chiếc túi sách, hắn ta đã nghi ngờ chiếc túi đó là của cô. Hắn mặc kệ dù cho Jung Won có giải thích thế nào. Tae Hwan lo lắng cho Jung Won cả đêm không ngủ được. Anh đã điều tra được nơi chiếc xe của cô bị bỏ lại. Nhận ra điều gì đó bất thường, anh đã đi điều tra và biết được chiếc xe của cha Jim Se ở gần nơi cô mất tích. Jung Won cũng đã tự cởi trói được ở tay. Cô thách thức tên Jim Se khiến hắn tấn công cô, trong lúc đó hắn cũng đã nốc say xỉn. Cô được thế lao lên đánh hắn rồi chạy đi, cô chui vào một căn phòng còn tên Jim Se thì điên cuồng gõ cửa ở ngoài. Tae Hwan nhanh chóng phóng xe đến, tên điên Jim Se đã phá được cửa, hắn lôi Jung Won ra khỏi phòng và bóp cổ cô định sát hại cô. Rất may Tae Hwan đã kịp thời đến nơi ngăn cản. Anh đã oán nhau với hắn ta, suýt chút nữa đã bóp chết hắn. May mà đồng nghiệp của anh đã kịp thời đẩy anh ra rồi còng tay hắn. Tae Hwan đỡ cô đi xuống sảnh thì Seo U cũng lái xe tới. Chồng cô định đưa cô đến bệnh viện nhưng Tae Hwan đã ngăn cản và đưa cô đi, để lại Seo U đứng đó thẫn thờ. Trên xe Tae Hwan không ngừng hỏi han cô, trong lúc đợi cô khám, cả hai người đàn ông đứng bên ngoài lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Tae Hwan đi vào lấy lời khai của Jung Won. Nghị sĩ Mo đang cùng chủ tịch Seo bắn súng thì nhận được hung tin khiến cho ông ta mặt cắt không còn giọt máu, cha Jim Se đã bị bắt. Jung Won kể lại mọi chuyện với Tae Hwan nhưng không khỏi xúc động, cô đã vài lần mất bình tĩnh khiến Seo U không đồng ý tiếp tục lấy lời khai nữa. Tae Hwan trở về đồn cảnh sát và tiến hành thẩm vấn cha Jim Se. Phía Jung Won cô cũng không muốn ở cùng với Seo U, vì vậy anh ta đã lựa chọn ra ngoài khách sạn ở gần bệnh viện của cô nghỉ ngơi. Tae Hwan sau khi thẩm vấn đã đến bệnh viện thăm Jung Won. Cô đang ngủ thì chợt tỉnh dậy, cả hai cùng nhau sâu chuỗi lại từng tình tiết, tất cả đều do nghị sĩ Mo dựng lên. Jung Won kêu đói vậy nên cả hai ra ngoài khuôn viên ăn. Ở trong quang cảnh này khiến cho cô thấy xúc động kể về những việc xảy ra với mình, cả chuyện bọn họ gặp lại nhau.
tình cũ không rủ cũng tới, Tê Hoen đã ôm chầm lấy cô, anh đã rất lo lắng cho cô và một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình với cô khiến Dung Won bối rối. Sáng hôm sau Dung Won định xuất viện thì bất chợt bác sĩ Yu tìm đến. Cô ta thẳng thắn đi vào vấn đề, đưa cho Dung Won xem bức ảnh vào ngày cha Eun Se bị sát hại cô đến văn phòng với vệt máu trên cánh tay áo. Cô ta cáo buộc Dung Won chính là thủ phạm. Trong lúc Dung Won đang lúng túng không biết làm gì thì COU bước vào, anh ta nói đó là do cô bị chảy máu, anh ta đã xử lý vết máu đó rồi. Bác sĩ Yu không đạt được mục đích liền công kích cô bằng việc khai nhận mình có tình cảm với chồng cô và không muốn anh ta sống cùng với kẻ sát nhân. Bác sĩ Yu uy hiếp sẽ báo cảnh sát về việc này nên chồng cô cũng đem chuyện cô ta kê đơn trái phép chất cấm. Đây cũng chính là điểm yếu của anh ta mà bác sĩ Yu liên tục dùng để thao túng. Không đạt được mục đích, bác sĩ Yu tức giận rời đi. COU đã khai nhận mọi chuyện với cô về việc bị phụ thuộc vào thuốc. Chỉ khi anh ta gặp được cô ở biển trong lúc định đi tự sát thì anh ta đã thực sự bỏ được thuốc. Anh ta đã không ngủ được cho dù đã dùng thuốc ngủ vì người con gái anh ta thích đã mất trong một vụ tai nạn. Dung Won có gặng hỏi tiếp nhưng anh ta đã không nói. Trong lúc mặc áo khoác cho cô, anh ta đã nhớ lại về việc chiếc vòng của cô. Anh ta đã tháo nó ra giúp cô khi cô bị mắc vào tóc. Cùng lúc đó, cô nhận được điện thoại thông báo nghị sĩ Mo tổ chức một cuộc họp báo. Ông ta đã công bố mình là người tài trợ cho cha Eun Se cùng những bằng chứng về việc cô viết thư tay cho ông ta vào ngày cha mẹ. Vậy là đến cả ông ta cũng có bằng chứng ngoại phạm, vụ việc thật là rối rắm mà. Giờ đây chỉ còn hai người trong số nghi phạm là không có bằng chứng ngoại phạm, đó là Mo Soo-jin và một người đàn ông đã gửi tiền vào quỹ từ thiện hàng tháng cho cô giúp việc Jin. COU nghi ngờ bác sĩ Yu đã lấy cắp chiếc vòng của Dung Won nên đã lấy cớ hẹn gặp cô ta. Dung Won quay trở lại làm việc trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Tae Hwan đến gặp Dung Won và cho cô xem bản phác thảo về hình dáng người đàn ông giúp cô Jin gửi tiền. Người này rất giống với đồng nghiệp mới của cô. Tình cơ thay hôm nay cậu ta lại xin nghỉ ốm, Tae Hwan có cuộc họp nên đã rời đi. Dung Won không lo cho sức khỏe lại tiếp tục tìm đến nhà của cậu đồng nghiệp trẻ Barun. Cô không thể tưởng tượng được cậu ta sống ở khu nhà ẩm thấp. Cô tìm đến gõ cửa nhưng không có ai mở. Cô đã đẩy cửa đi vào và cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu ta chính là Zert, tên hacker giấu mặt cô đang tìm. Cô xoay người lại thì cậu ta đã đứng đằng sau, nhận thấy đã bị phát hiện, cậu ta đã bỏ chạy. COU ngồi ăn tối với bác sĩ Yu, thì ra cô ta đơn phương thích COU bao nhiêu năm qua. Sau khi chuốc xe bác sĩ Yu, anh đã đưa cô ta về phòng làm việc của cô và lén mở điện thoại của cô ra nhưng không có gì khả nghi. Anh lại lén mở ngăn kéo của cô ra và tìm thấy một loạt USB ghi hình phỏng vấn và tất cả mọi đồ đạc liên quan đến Dung Won đều được cô ta cẩn thận chụp lại, cả hình chiếc vòng nữa. Sáng hôm sau bác sĩ Yu tỉnh dậy và hốt hoảng nhận ra mất đi chiếc USB của Dung Won. Cô ta nở nụ cười đau khổ khi biết mình lại bị COG lừa. Cô ta đã mang hình ảnh chụp được Dung Won ở hiện trường vụ án của cha Eun Se đến nộp cho cảnh sát Tae Hwan. Câu chuyện giờ đây mới chính thức gay cấn đây. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ IQG, giúp kênh ngày càng phát triển. Nếu bạn thấy bộ phim thú vị, hãy like và để lại bình luận về cảm nhận của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tóm tắt phim mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo.